Xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng đến với chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay Minh Xu đã quay trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới, và đặc biệt là sẽ có hai người bạn mới nữa ở đằng sau cánh cửa kia sẽ cùng ra đây để gặp gỡ tất cả mọi người. Nhưng khi đến với Gieo Vần Đoán Ý thì chắc chắn chúng ta sẽ chuẩn bị tâm thế được chia sẻ, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, đặc biệt là đối với ngôn ngữ của Việt Nam. Và hôm nay hai nhân vật này sẽ là hai chàng trai rất là cá tính, rất là tài năng, và họ sẽ vượt qua thử thách ra sao? Xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ hai nhân vật này. Xin mời. Ủa sao vui dữ vậy? Dạ, học sinh đi học hay. Hai bạn lên thành phố. Hôm nay rất là vui khi được chào đón hai bạn đến với chương trình. Không biết là nhân vật này là một cậu học sinh như thế nào ta? Dạ, học sinh cá biệt. Cá biệt, học sinh cá tính. Cá tính. Đúng rồi. Quậy dữ lắm. Cá tính hay cá biệt? Cả hai luôn đó. Cả hai trộn vô. Quậy dữ lắm. Hay. Bên kia thì sao ạ? Dạ, học sinh gương mẫu. Trời ơi. Cô dặn là một đứa gương mẫu phải chơi với đứa cá biệt kèm nó lại. Đứa cá biệt là kèm nó lại. Dạ. Cũng như là làm cho bạn kia trở nên phong phú hơn trong đúng cái rồi. Quá trình học tập đúng không? Dạ, xin được giới thiệu Phúc Yellow cùng với Khắc Minh. Rồi, hôm nay đến với chương trình Gieo Vần Đoán Ý thì các bạn có chuẩn bị tâm thế gì không? Thật ra thì em đến chương trình là em hát vui, là vì em được mặc là chiếc áo học sinh á. Khắc Minh thì sao ạ? Em cảm giác bây giờ em đang rất là phơi phới, em rất là kiểu như là chuẩn bị bước ra đời á, chưa biết gì hết. Không sao, để xem là hôm nay phần thắng thuộc về ai. Xin mời hai bạn trở về vị trí của mình. Hai bạn thân mến, tất cả quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ có 3 vòng thi để cùng nhau khám phá những cái điều tuyệt vời đến từ chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Yeah. Mỗi tuần sẽ có chủ đề hoàn toàn khác nhau và chúng ta sẽ gói gọn tất cả những câu hỏi liên quan tới chủ đề đó mà thôi. Và tuần này, chủ đề của chương trình sẽ là nghề nông. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi đấu thứ nhất mang tên gọi Ngôn Từ Đa Sắc. Và đây là vòng thi đấu thứ nhất, vòng thi đấu khởi động mang tên gọi Ngôn Từ Đa Sắc. Và trong vòng thi đấu này chúng ta sẽ có thêm hai thử thách nhỏ nữa để có thể là giúp cho các bạn có nhiều điểm số hơn. Vòng đầu tiên, thử thách thứ nhất, chúng ta sẽ có tên gọi là Nhanh Tay Lẹ Mắt. Và luật chơi ở thử thách Nhanh Tay Lẹ Mắt như sau: chúng tôi sẽ có một chiếc bảng với rất nhiều những từ khóa ở trong đó, và các bạn sẽ phải đi tìm cho chúng tôi những từ khóa đúng với đề bài được công bố sau ít phút nữa. Và đúng một từ khóa các bạn sẽ có 10 điểm, sai sẽ không bị trừ điểm. Cho nên các bạn phải ghi thật là kỹ những cái từ khóa của các bạn nhé. Hiện tại chúng tôi có bảng, có phấn. Các bạn sẽ tự viết đáp án của mình ở trên đó. Trong vòng 2 phút các bạn sẽ phải hoàn thành xong đề bài này. Xin mời những từ khóa. Rất là nhiều những cái tên quen thuộc đối với nghề nông. Vậy thì hãy cho chúng tôi biết đâu là danh từ chỉ các nông cụ truyền thống Việt Nam. Các bạn có 2 phút để tìm ra 5 danh từ này. Và bây giờ 2 phút bắt đầu. Danh từ chỉ ra các nông cụ truyền thống của Việt Nam. Quá dễ đúng không? Những cái loại công cụ nào mà của nghề nông mà phải là truyền thống nha. Truyền thống. Rồi. Chúng ta còn lại 15 giây. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Xin mời các bạn buông phấn dơ bảng. Chúng ta có 1 2 3 4 5 đáp án. Bên kia là 1 2 3 4 5 đáp án. Hãy dò bài cùng với thầy nha. Cho thầy hỏi, bạn nào có cối xay lúa à? Em à. Một điểm đầu tiên dành cho bạn. Tiếp theo, bạn nào có cuốc à? Cuốc. Em à. Cuốc à. Hai điểm. Bạn nào có xẻng à? Em à. Ba điểm. Bạn nào có bừa? Dạ không ạ. À. Từ đấy là bạn nào từ có... là từ em đắn đo nhất. Em bừa từ đó lại gì? Tưởng nó là một cái hành động chứ. Nó là cái máy à? Không, nó là một cái vật gì đó nhưng mà em chưa biết tới thầy ạ. Vâng, một tí xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Bạn nào có cối giả gạo à? Dạ có. Vậy là chúng ta hòa. Mỗi bạn mang về 4 đáp án đúng, các bạn có 40 điểm, chúc mừng. Phúc ơi, rồi. Cái đó là 400 rồi. Ủa? Cảm ơn em. Hồi nãy giờ tất cả chúng ta đều thắc mắc cái bừa là cái gì đúng không? Nếu mà theo như tính từ mà mình nói là bừa đó thì là bừa bộn, là một người không có gọn gàng. Nhưng đối với đây là một danh từ, thì cái bừa là một nông cụ dùng để xới cái bề mặt của đất. Khác với cái cày,
Cái bừa thì được dùng để xới sâu hơn. Bừa thường được dùng sau khi đất đã được cày qua để làm vỡ các cục hay là các khối đất, giúp đất mịn màng hơn, nhỏ hơn, thích hợp cho việc gieo hạt và trồng cây. Ngày xưa thì là bừa kéo, bởi vì là người ta hay sử dụng với lại trâu hoặc là bò để kéo cái thửa ruộng của mình đi. Đó, gọi là cái bừa ha. Cái cuốc thì ai cũng biết rồi, đây là một nông cụ có cái lưỡi nè, dùng để đào, xới, bổ, trộn hoặc là di chuyển đất. Còn cái xẻng thì đây là một dụng cụ để xúc, để đào, gồm có cán nối thẳng vào một cái lưỡi mỏng bằng sắt. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai trong vòng 1 có tên là so tài đối đáp. Và đây là thử thách thứ hai nằm trong vòng thi đấu thứ nhất mang tên là so tài đối đáp. Các bạn sẽ phải xuất khẩu thành thơ một câu thơ nào đó mà nó phải liên quan tới cái chủ đề của tuần này, đó chính là nghề nông. Ở trong hai câu thơ lục bát, lưu ý nha, lục bát là chúng ta sẽ gieo vần đúng cái nguyên tắc của nó luôn, là cái âm tiết của từ thứ sáu trong câu 1 thì nó sẽ gieo được cái vần với âm tiết của từ thứ sáu trong câu 2. Đồng ý không? Dạ. Và nếu như đến lượt của bạn nào mà bạn đó không có một cái câu thơ để đối lại thì chúng ta sẽ là người thua, được chưa? Dạ. Chiến thắng vòng này thì các bạn sẽ có thêm 30 điểm nữa. Rồi. Những cái gì mà liên quan tới nghề nông. Đúng rồi. Dạ. Tỷ số đang ngang nhau, mời các bạn quản tù xì đi để xem ai là người thi trước. Trời, với một lượng kiến thức của người một sách thì đương nhiên phải thi trước chứ. Sao hả? Bạn có nhận không? Trời ơi, thì thi thôi gì đâu. Thì thi thôi. Vâng. Mời ra đi. Mời Minh. Lúa là liên quan tới nghề nông nè. Rồi. Đúng không? Lúa sinh lúa mọc trên đồng. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Em sinh em đứng cùng chồng cũng sinh. À, đúng rồi. Khoan nha, nhưng câu này tôi thấy hơi lo nha. Cái người đọc ra thì thả thính cũng hơi kỳ. Người ta có chồng rồi mà cũng khen người ta sinh nha. Đúng rồi, ghê đó, cao tay, cao tay. Tới lượt Phúc Giai luôn. Khi nào lúa chín vàng đồng để anh được phép làm chồng em nha. Hay quá trời đó. Thì có lúa, lúa chín rồi mình gặt lúa mình mới đúng có rồi. Tiền thì đi đám cưới vợ được đúng chứ. Không, cưới vợ được. Rồi, tới Khắc Minh. Nông dân ngày ngày cày cuốc, mang lúa về ta tút liền tay. Hay, được. Dạ, xin mời nhà mình ạ. Trông cho mưa gió thuận hòa, cho cây tươi tốt, nhà nhà ấm no. Hợp lý. Hay. Tiếp luôn Khắc Minh, thời gian có hạn. Chuột đồng ngon lắm ai ơi, hướng lên mùi vị. Ta xơi ngon liền. Ta xơi. Ta xơi ngay liền thì cũng được. Xơi ngay liền đi. Xơi ngay liền. Ủa nhưng mà cái này liên quan tới nghề nông đâu ta. Con chuột đồng thì nó ở trong cái đồng đó thôi. Thì cái tên của nó là chuột đồng. Chuột đồng, chuột cống, chuột này, chuột kia. Thì nó đâu liên quan tới làm nông. Loại. Bây giờ thử thách khó hơn rồi. Nếu như em làm được một câu liền, em thắng luôn. Phúc gì luôn. Làm câu liền cực thắng luôn. Liền. Con trâu đi cày đi cày. Con ta đi lấy cây cày cuốc sâu. Cuốc sâu. Ờ. Con trâu đi cấy đi cày, còn ta đi lấy đi cái lấy cày. Cái cày cuốc sâu. Cuốc sâu. Rồi, xuất sắc. Khó nhờ. Khó. Nói chung là làm thơ cũng không có dễ. Đúng rồi. Tại vì hồi xưa đó học cũng nhiều, nhưng mà em cũng cá biệt á. Cái em không nhớ nhiều. Em trả lại hết. Đúng rồi, bây giờ em chỉ là xuất khẩu thành thơ. Nhưng vẫn chiến thắng với 30 điểm, chúc mừng. Điểm số đang là 70, thuộc Phúc Gia Lôn. Và Minh cũng rất là xuất sắc, chỉ là mình hơi chậm hơn một xíu thôi nha. Đây là vòng thi đấu thứ nhất và tỷ số cũng đang ngang tài ngang sức thôi. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình để xem ai sẽ có thêm cho mình càng nhiều điểm số hơn. Và vòng 2 của chúng ta mang tên gọi giải mã ngôn từ. Quý vị thân mến, luật chơi ở vòng thi đấu thứ hai giải mã ngôn từ như sau. Minh Xù sẽ có một cái thử thách nhỏ dành cho các bạn, đó chính là các bạn sẽ phải vượt qua một cái trò chơi vận động, là các bạn sẽ ném vòng vào trong cây quy định của chương trình. Và nếu như hoàn thành xong 3 chiếc vòng vào trong cái cây đó thì các bạn sẽ được quyền trả lời cái từ khóa mà Minh Xù sẽ phải diễn đạt bằng hình thể, hoặc là Minh Xù gửi bằng những cái thông tin liên quan tới ý nghĩa của cái từ khóa đó, nhưng mà Minh Xù sẽ không nói cái từ khóa đó là gì. Và đúng mỗi từ thì các bạn sẽ có được 20 điểm, sai sẽ không bị trừ điểm. Chúng ta chỉ cần làm lại thôi để trả lời giành lượt thôi. Và chúng ta chỉ có 5 từ khóa để các bạn trả lời mà thôi. Cố gắng lên nhé. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời các bạn vào vị trí của mình. Từ khóa đầu tiên đó là nghề nông nha. Hai từ. Đó, nó có cái quay nè. Quay nè, xong rồi. Sau khi mà người ta đập lúa về xong rồi, người ta đem về người ta đó xoay vô ba vòng hai từ thôi, ba vòng là được. Cố lên.
Trời ơi, một vòng nữa. Khắc Minh trả lời trước. Giả gạo. Giả gạo là một đáp án chính xác chú ơi. Và chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo dành cho hai bạn. Một điểm đầu tiên cho Khắc Minh nha. Đây là một câu thành ngữ mà chúng ta hay nói về người nhà nông. Dạ. Bốn từ, bốn từ. Nó có. Đó. Khi mà chúng ta làm đó thì nó sẽ xảy ra trường hợp gì? Bốn chữ à hả? Bốn chữ. Bốn chữ. Có bốn chữ à. Tay. Ừ. Chân. Ừ. 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 Ba. Đó. Tay lắm chân bùn. Tay lắm chân bùn. Chốt không? Chốt. Chưa chính xác. Minh một cái nữa. Minh một cái nữa là được. Khúc đi lên được rồi. Khắc Minh được quyền trả lời trước. Chân lắm tay bùn. Chân lắm tay bùn. Chốt không ạ? À? Chốt. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hiện nay tỷ số đang là 2-0. Dạ. Trời. Khúc ơi, cố gắng lên. Từ khóa tiếp theo sẽ có 3 chữ. Khi mà cái người mà người ta đi đi làm nông thì người ta sẽ làm ở đâu? À, và nó sẽ có một rồi biết rồi. Đó, bước lên. À, hai vòng rồi Minh ơi. Vừa đúng hai cái vòng vào đây và hai bạn đều đồng thanh luôn, đó là ruộng bậc thang. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng hai bạn, mỗi bạn có thêm một điểm nữa. Hay quá vậy ta. Xích sao nha. Rồi, đây là một từ khóa có hai từ. Nó hình nhỏ nhỏ vậy nè. Hai từ nha. Sau khi mà người nông dân người ta gặp, người ta đem về, người ta thấy không? Sao người ta có được cái này? Cái nhỏ nhỏ nhà màu trắng trắng. Gạo. Cứ mỗi một hình như vậy là người ta gọi là cái gì? Đó. À, ráng lên. Hai từ. Hai. Dùng để nấu cơm. Rồi, hạt gạo. Hạt gạo là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Nếu mà gạo không thì không đúng, đúng không? Mà là hạt gạo mới chính xác nha. Đây là một câu thành ngữ gồm có 8 từ. Rồi. Ủa không? Hai, ba, rồi bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Ủa mình có chơi không bạn? Thật sự là cũng đoán ra câu đó nhưng mà kỹ năng hơi kém xíu thôi. Đúng, mặc dù ăn gian rất nhiều, bước lên trên này gần như một ô gạch nhưng mà vẫn thua bạn. Dạ. Thật sự đây là một cái trò chơi mà nó kết hợp giữa vừa thể lực nè, vừa sự khéo léo và đặc biệt hơn hết là sự nhanh trí của các bạn nữa. Và kết thúc lại thử thách ở vòng thi đấu thứ hai giải mã ngôn từ thì chúng ta có điểm số như sau. Phúc Yellow, bạn đúng được một câu. Và câu này cũng đúng trùng với lại Minh nữa. Cho nên là Phúc có thêm 20 điểm nữa. 70 cộng 20 là 90. Còn Minh ơi, xuất sắc quá Minh ơi. Đúng cả 5 đáp án. Mang về 100 điểm nữa. Chúc mừng. Tỷ số đang là 140. Nhưng đừng vội mừng, chúng ta vẫn còn thêm một tình huống ở cái phần cuối nữa. Đây là một vòng thi mà mình sự tin là sẽ rất là ngoạn mục để chúng ta lội ngược dòng chiến thắng, mang về nhiều những cái điểm số thông qua những cái kiến thức mà các bạn đã biết với những câu hỏi thách đấu của chúng tôi. Bạn sẵn sàng nhé. Yeah. Và bây giờ sẽ là vòng thi đấu cuối cùng mang tên gọi Biết Người Biết Ta. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu Biết Người Biết Ta. Và vòng này thì chúng ta sẽ có rất nhiều ô chữ hàng ngang, nhưng nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ phải giải mã từ khóa chính của chương trình hàng dọc. À, mỗi cái câu hàng ngang đó khi mà trả lời đúng thì các bạn sẽ nhận được 10 điểm. Và chúng tôi có thêm một cái phong bì may mắn ở đây. Nó rơi vào bất kỳ một con số nào đó từ 1 cho tới 12. Các bạn không cần phải trả lời, bóc con số may mắn đó các bạn sẽ nghiễm nhiên có được cái từ khóa đó luôn. Và cái ký tự đó sẽ là gợi ý cho chính mình thôi. Dạ. Bạn kia sẽ không được quyền biết. Và các bạn lưu ý, chúng ta chỉ được quyền trả lời duy nhất một lần mà thôi từ khóa chính của chương trình. Cho nên các bạn phải đắn đo thật là kỹ. Sau khi trải qua hơn 50% câu trả lời hàng ngang thì các bạn mới được quyền nhấn chuông giành lượt trả lời cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia thử thách này nhé. Dạ. Ở đây Khắc Minh đang có số điểm cao hơn 140 cho nên Minh được quyền tham gia thi đấu trước. Lựa chọn con số đi ạ. Em chọn số 7. Số 7 là số may mắn của em hả? Dạ. Dạ. Câu hỏi số 7 như sau. Đây là danh từ chỉ hạt lúa còn cả vỏ trấu. Cái vỏ trấu bọc cái hạt gạo bên trong lại thì ta gọi là gì? Kể ra có mấy từ thôi, 4 ký tự. 4 ký tự. Hạt thóc. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. 10 điểm cho Khắc Minh. Và chúng ta có chữ T, ký tự đầu tiên. Xin mời lượt chơi của Phúc Yellow. Số 4.
Số 4. Và ô số 4 chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Đây là danh từ chỉ đơn vị đo diện tích đất thường được dùng trong nông nghiệp. Ở Bắc Bộ được tính bằng 360m². Xào. Chốt không ạ? Chốt xào. Xào là một đáp án chính xác. Chúc mừng quý vị thân mến. Ở Nam Bộ một xào thì bằng 1000m², còn ở Trung Bộ một xào bằng 500m², và ở Bắc Bộ một xào là bằng 360m². Chúng ta hay được tính theo cái xào đó. Yeah. Đối với những người dân làm cái công việc nghề nông này. Và với việc trả lời đáp án xào, 10 điểm nữa dành cho Phúc Yellow, 100 điểm. Có thêm một ký tự là S. Xin mời phần chơi của Khắc Minh. Dạ, em nhận số 1. Số 1. Đằng sau số 1 chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Đây là danh từ chỉ loại động vật quen thuộc đối với đời sống của người nông dân. Trời, quá dễ. Con trâu. Con trâu, chính xác, chúc mừng. 10 điểm nữa. Và ô số 1 mở. Con trâu. Chữ C xuất hiện rồi. Tiếp tục ạ, xin mời Phúc Yellow. Em chọn số 9. Đằng sau ô số 9 chúng ta sẽ có câu hỏi sau đây. Lưu ý 5 ký tự. Đây là danh từ chỉ loại hạt thu được từ hạt thóc sau khi giã hay là xay, dùng để nấu cơm hàng ngày hay là chế biến thành bột, làm một số bánh như là bánh đa, bánh cuốn. Gạo tẻ. Gạo tẻ là một đáp án mang về 10 điểm nữa, chúc mừng. Có thêm một chữ T nữa. Có ai đoán được gì chưa? Dễ vậy anh. Dễ vậy đúng không? Dễ gì đoán được. Tiếp tục Khắc Minh đi ạ. À, cho em ô số 5 đi. Số 5 nha. Đằng sau ô số 5 có câu hỏi như sau. Đây là danh từ chỉ ruộng đất xấu, nghèo chất dinh dưỡng. Trời đất. Đây chỉ có 7 ký tự thôi. Lớn lên mình già thì mình có tóc gì? Tóc bạc. Ừ. Đất một bạc. Từ. Từ thứ hai, ruộng gọi là gì? Ruộng gọi là đồng. Không, chưa đúng. Dưới quê mà ai sở hữu nhiều người ta gọi là... À rồi, biết rồi, biết rồi, biết đó. Rồi. Đó. 5 4 3 Bạc ngàn. Bạc ngàn. Tuyệt vời. Mất lượng. Mời Phúc Yellow. Bạc điền. Bạc gì ạ? À? Bạc điền. Bạc điền là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hay được còn gọi là đất bạc màu, dành cho một cái danh từ chỉ những cái thửa ruộng mà nó có đất xấu, nghèo chất dinh dưỡng. Dạ. Chúng ta có thêm một ký tự nữa, đó chính là chữ A. Và chúc mừng Phúc Yellow có 10 điểm nữa và vẫn thuộc về em với quyền lựa chọn lượt chơi của mình. Dạ, em chọn ô số 2. Câu hỏi số 2 như sau. Đây là danh từ chỉ một khu đất ngập nước có diện tích đất dùng để canh tác và được sử dụng cho việc trồng lúa. Một nơi có một khu đất ngập nước, diện tích rất là lớn để dùng để canh tác nè, sử dụng cho việc trồng lúa thì ta gọi là gì? Quá dễ. Ruộng lúa. Đó là một đáp án chính xác. Ủa? Chúc mừng. Ruộng lúa. Chúng ta tìm thêm một ký tự là A nữa. G A. Rồi, 10 điểm nữa cho Phúc Yellow, Khắc Minh. Bây giờ chỉ còn số 3, số 11 và số 12 và số 8 thôi. Ừ. Thì xác suất cao nó sẽ rơi vào số 11 là ô may mắn. Cất vô. Có vẻ như các bạn chê cái ô may mắn của tôi. Và chúng ta sẽ có câu hỏi ô số 11 như sau. Đây là từ Hán Việt chỉ việc thu hoạch được nhiều hơn bình thường. Từ Hán Việt thu hoạch được nhiều hơn bình thường ta gọi là gì? Bội thu. Bội thu là một đáp án chính xác, chúc mừng. 10 điểm nữa cho Khắc Minh. Và ô số 11 mở. Chữ U. Chữ U. Rồi. Trời, chữ gì trời. Các bạn có điền được gì không ạ? Gợi ý nhá. Đây là một câu thành ngữ nói về việc trồng lúa của ông cha ta. Nếu như không biết thì mình tiếp tục ạ. Phúc Yellow. À dạ, số 6 đi. Số 6 cất vô. Tụi em né cái may mắn này của anh. Trời ơi. Câu hỏi số 6 của chúng ta như sau. Hãy điền từ còn thiếu vào trong câu thành ngữ sau. Gạo chấm chấm củi quế. Gạo gì củi quế? Một cái gạo phải là rất quý. Đó. Tại vì củi quế là củi cũng rất là quý. Cái gì quý thì cái từ khóa nào diễn tả cái sự quý giá đó? Khi mà mình khi Noel tới mình hay chừng gạo châu củi quý, củi quế. Gạo châu củi quế. Gạo châu củi quế là một đáp án chính xác, chúc mừng. Chúc mừng Phúc Yellow có 10 điểm. Gạo châu củi quế là câu thành ngữ nói về tình hình kinh tế nó khó khăn. Vật giá thì quá đắt đỏ khiến cho hạt gạo đắt ngang như là hạt ngọc. Và củi đun thì ngang giá với lại quế. À, nói về tình hình khó khăn ngay thời điểm đó. Và Phúc Yellow cũng đang bắt đầu thu thập hết tất cả. Em đoán hơn một nửa rồi, còn một nửa. Bây giờ chỉ cần mình mở những cái câu cuối thì em có thể đoán được nhiều hơn. Biết đâu. Ô số 10 đi anh. Ô số 10 chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Đây là một danh từ chỉ đồ dùng để cắt cỏ, cắt lúa làm bằng lưỡi sắt hình vòng cung. Sắc nhọn có hoặc không có răng cưa nhỏ, xít nhau, chua gỗ ngắn. Dễ. Câu này dễ. Liềm. Liềm là một đáp án chính xác, chúc mừng. 10 điểm. Xin mời ô số 10. Ngay giây phút này ai mà biết
thì mình được quyền nhấn chuông. Em nghĩ chắc em phải mở tiếp câu câu nữa đi. Mở tiếp thêm câu nữa, xin mời. Em chọn câu số 8. Số 8, đằng sau ô số 8 như sau: hãy điền vào ô trống câu tục ngữ sau đây. Không chấm chấm, không phân chuyên cần, vô ích. Một câu tục ngữ nói về chúng ta sẽ ra sức chuyên cần chăm chỉ đến mấy, nhưng nếu không có cái thứ này thì cũng là công toi. Một thứ không thể thiết cho cuộc sống của chúng ta, chứ không nói gì là nước, thiên nhiên. Nước, 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 dạ. Và đó là nước. Nước, đáp án chính xác. Chúc mừng Phúc Zalo có 10 điểm nữa. Dạ. Rồi, có từ nước nữa rồi kìa. Rồi, xin mời Phúc Zalo. Dạ, cái câu đó sẽ là cày sâu tốt lúa. Tại sao nghĩ là cày sâu tốt lúa? Dạ, đây là một cái câu mà rất nhiều ông bà xưa hay nói. Và em phỏng đoán được từ cái câu mà cờ A là em chưa có đoán được nè. Nhưng mà chữ cuối kế tiếp là sâu nè. Kế tiếp là tờ O, tờ là tốt. Và chữ cuối cùng chắc chắn sẽ là lúa. Và làm nông thì chỉ có đi cày thôi. Cày sâu tốt lúa là đoán cuối cùng của em. Có vẻ như cũng hợp lý ha. Dạ. Nếu mà cày sâu tốt lúa thì cái ô này sẽ là ký tự ở ô số 3. Ký tự này phải là chữ Y dài. Dạ. Nó mới đúng là cày được đúng không? Ôi, tôi đã mở ra ký tự này là ký tự Y dài. Hoàn toàn chính xác với câu cày sâu tốt lúa. Dạ, không thể nào bạn cãi được chữ Y nằm ô số 3. Chúc mừng Phúc Zalo với chiến thắng ngày hôm nay. Cộng thêm 200 điểm nữa. 150 cộng 200 là 350 điểm. Tuyệt vời. Dạ. Quý vị thân mến, cái đáp án hàng dọc của chúng ta là cày sâu tốt lúa nằm trong câu đầy đủ. Đó là ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Và câu bên trên ý nói về kinh nghiệm trồng lúa của cha ông ta. Cày sâu thì tốt lúa vì đất sẽ được tơi xốp, lúa dễ hút được chất dinh dưỡng hơn. Ví như cơm được nhai kỹ thì cái hệ thống tiêu hóa của mình sẽ đỡ làm việc nhiều hơn. Đồng thời chất dinh dưỡng từ cơm sẽ được phân hóa ra nhiều hơn. Và chúc mừng cho Phúc Zalo đã khép lại chương trình bằng câu quá là tuyệt vời. Hôm nay là chúng ta đã trải qua rất là nhiều những câu hỏi, những là nhiều những cái kiến thức và những cái từ khóa liên quan tới cái nghề nông. Một phần nào đó giúp chúng ta gợi nhớ lại về cái thành quả lao động của tất cả những người làm nghề nông. Nếu như không có nghề nông thì làm sao chúng ta có được một cái cuộc sống ấm no như bây giờ đúng không ạ? Yeah. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 3 vòng thi ngày hôm nay. Xin mời các bạn ra nhận thưởng ạ. Và đây chính là phần thưởng dành cho hai người chơi. Khắc Minh chưa chiến thắng nhưng mà với 180 điểm ra về với 2 triệu đồng. Và 4 triệu dành cho người chiến thắng ngày hôm nay, Phúc Zalo với 350 điểm. Hôm nay các bạn thấy như sao? Em nghĩ là nếu mà hôm nay mà có bạn bè đi theo là cổ vũ em dữ lắm. Dữ lắm, kiểu mà không nghĩ là... Bộ đó. Đúng rồi, không nghĩ là kiểu em chiến thắng được một sách đó thầy. Những người bạn giống như em đúng không? Dạ, dạ. Còn ơi, người bạn nghĩ sâu xa nè. Hơn, ông nghĩ sâu xa hơn hả? Ông nghĩ là ba mẹ, thầy giáo, cô giáo khác đang coi ở nhà tự hào về mình, tự hào về bạn là tự hào về tôi, tại vì tôi kìm cặp bạn. Bạn không cần phải sợ rớt cái này là tại vì tôi. Hiểu chưa? Sao kìm người ta mà mình thi rớt cái trời. Đúng. Câu hỏi này tôi cũng đã hiện lên trong đầu tôi là sao kìm kẹp bạn rồi mình thi rớt vậy? Tại vì bạn ấy không có những giây phút giải trí. Đúng. Học căng thẳng quá để bị stress cho nên bị quên bài là chuyện hình. Bởi vì người ta có câu học tài thi phận. Và bởi vì lý do của hai bạn cho nên mới có chương trình này. Ở bên cạnh cái việc là chúng ta bổ sung thêm kiến thức ha, chúng ta vẫn phải có những cái phần giải trí trong đó. Và đặc biệt là những cái tiếng cười giúp cho cuộc đời này nó sẽ trở nên là thoải mái hơn. Và cảm ơn hai người chơi Khắc Minh và Phúc Zalo đã đến với chương trình Gia Bừng Đồng Ý tuần này. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Minh Xù tới tận giây phút này. Đừng quên tuần sau chúng ta vẫn có hẹn với nhau nhé. 19 giờ 15 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Minh Xù xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.